Xin chào mọi người, em là Khánh, em chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng, với mong muốn là có thể giúp tất cả mọi người chúng ta có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh, mọi người có thể xem video trực tiếp. Mọi người cũng có thể truy cập vào kênh để xem thêm nhiều những sản phẩm gốm sứ Bát Tràng. Em đã làm thành video chi tiết nhất rồi để mọi người có thể hiểu rõ hơn được về cái sản phẩm mà mọi người đang quan tâm. Và cũng rất mong mọi người là ủng hộ kênh bằng cách là đăng ký kênh và chia sẻ để nhiều người có thể biết được đến những sản phẩm gốm sứ Bát Tràng của Việt Nam. Rất cảm ơn mọi người. Và ngày hôm nay thì em xin phép được giới thiệu đến tất cả mọi người tác phẩm, đó chính là một cặp chòe sứ hàng đất trắng men khử, họa tiết vẽ tay và đã được mạ thêm bằng 24K, sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Kích thước của cặp chòe này là cao tính từ chân cho đến chóp này là cao 80 cm, tính từ chân đến chóp là cao 80, và đường kính bụng của cặp chòe này là 47 cm. Và cặp chòe này thì thuộc cái dòng hàng là vẽ siêu kỹ, hàng vẽ siêu kỹ nhé. Kỹ từ họa tiết chất men cho đến cái lượng vàng chế tác ở trên tác phẩm cũng là lượng vàng rất là nhiều. Ở mặt chính của tác phẩm là được chế tác hình ảnh là Phúc Đức, kết hợp với đó là hình ảnh tứ linh, bốn linh vật, Long Lân Quy Phụng. Tác phẩm này có tên là Phúc Đức Tứ Linh mọi người nhé. Bốn linh vật Long Lân Quy Phụng sẽ được chế tác hướng về cái phía chữ Phúc và chữ Đức. Về họa tiết thì sẽ hai chiếc sẽ giống y hệt nhau, chỉ khác đúng hai chữ Phúc và chữ Đức ở trên mặt phía trước của tác phẩm. Tác phẩm này thì có giá là 90 triệu một cặp và bên em sẽ giao tận nơi toàn quốc, nhận hàng kiểm tra đúng mẫu nguyên vẹn không chứt mẻ thì mọi người mới nhận hàng. Thế nên là mọi người yên tâm về sản phẩm. Chất xứ cái màu trắng mọi người nhìn thấy đây là cái màu xương xứ. Cái đất này là để làm ra cái xứ này thì nguyên liệu làm sẽ phải làm từ đất sét trắng xương trong, được tinh lọc rất là kỹ càng rồi, lọc để tọ loại bỏ toàn bộ cái tạp chất để có thể cho ra cái loại sứ trắng tinh như đá như thế này, và nhiệt độ nung là lên đến 1.300 độ C trong nhiều giờ đồng hồ nhé. Em sẽ gõ thử cho mọi người nghe âm thanh này. Âm thanh thì rất đanh, trong và vang tiếng. Trên nắp của chóe thì được chế tác hình ảnh là hoa. Đây là phần nắp của chóe này. Ở trên nắp thì được chế tác hình ảnh hoa cúc, hoa phù dung, hoa hoa đào, hình ảnh quả đào. Và trên phần chóp thì được chế tác hình ảnh là một con rơi. Ở trên phần chóp này được chế tác hình ảnh là một con rơi này. Rơi là biểu tượng của may mắn đấy. Đây là phần nắp của chóe nhé. Mọi người có thể nhìn thấy cái chất xứ nó trắng tinh như đá luôn. Trắng mà trong mà sâu mà bóng nữa. Đây là phần xương xứ này, phần này là chưa được phủ men thì nhìn nó sẽ trắng lì lì như thế này. Còn bên trong cái chỗ này là được phủ một lớp men thì nó lại sẽ lại bóng màu hơi xanh, đây gọi là màu men lam. Ở bên trong lòng của chóe này thì cũng đã được phủ, trong lòng chóe này cũng được phủ men rồi, để anh chị có thể đựng chất lỏng vào đây thoải mái, không sợ bị rò rỉ ra nhé. Đây là hình ảnh rồng này. Bây giờ thì em sẽ xin phép được quay cận vào tác phẩm để mọi người có cái nhìn rõ hơn về họa tiết được chế tác ở trên tác phẩm này. Bây giờ em sẽ quay cận vào. Và rất cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian của mình ra để theo dõi hết video này. Xin chào. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Hiện tại thì em đang quay cận vào tác phẩm để mọi người có cái nhìn rõ nhất về tác phẩm nhé. Thì đây là mặt chính này, hình ảnh chữ Phúc và chữ Đức, và có bốn linh vật đang hướng về cái hình ảnh chữ Phúc và chữ Đức này. Ở bên hông đây là hình ảnh rồng này. Đây. Bên hông bên này. Ở bên hông bên này thì được chế tác hình ảnh là rồng. Ở bên trên là rồng này. Ở bên dưới là hình ảnh Long Quy này, đây. Đây là bên trên này là rồng. Còn phía dưới này là hình ảnh Long Quy. Mọi người cùng quan sát nhé. Em sẽ quay tròn một vòng, em sẽ quay tròn một vòng để mọi người cùng nhìn rõ được. Cái cánh phượng thôi mà vàng vẽ rất là đậm, vẽ to bằng nét vẽ vàng to đậm bằng cả ngón tay. Mặt bên này thì được chế tác hình ảnh là Phượng Hoàng này. Đây là Phượng Hoàng nhé. Phượng Hoàng ở bên trên là Phượng Hoàng và ở bên dưới là hình ảnh Kỳ Lân.
Đây là phượng hoàng, đây là đuôi phượng này. Đây là phượng hoàng này, đây là kỳ lân này, ở bên dưới này. Để sờ lên tác phẩm thì sẽ trơn mịn mà mượt như là mọi người sờ lên trên kính ấy. Trơn mịn mà mượt. Cái nét vàng mọi người nhìn thấy to này, rất là to nhá, cái phần cánh phượng ấy, nét vàng được đi rất là to. Đây là phần sau của mặt chóe này, mặt sau thì được chế tác hình ảnh hoa sen và hình ảnh đuôi rồng và đuôi phượng hướng vào nhau. Đây là mặt sau của chóe. Lưu ý dành cho mọi người chóe thì tất cả các loại chóe thì nắp nó sẽ đều có độ dơ nhé, nắp sẽ đều có độ dơ hết. Đây, mọi người cùng nhìn này, đuôi nào cũng vậy. Đây là phần trên của nắp chóe này, đây mọi người cùng quan sát nhé. Đây là hình ảnh các loại hoa quả đào, hoa phù dung này, hoa cúc này. Đây là hình ảnh rơi này, hình ảnh rơi trên phần nắp chóp này. Đây là hình ảnh hoa đào này, nền sứ mọi người nhìn thấy trắng trắng tinh. Tất cả đây đều được đi viền vàng kim hết rồi nhé. Đây là phần vai của chóe này, để mọi người nhìn được cái phần vai của chóe. Nét vàng rất là đậm nhé. Đây là hình ảnh ông rồng nhé, mọi người nhìn thấy cái vàng này, vẽ đậm chưa? Phần vảy rồng thôi cũng được vẽ vàng rất là đậm. Tất cả những phần nhân đen này đều là vàng kim hết này. Phần nhân đen này đều là vàng kim hết. Cái thân rồng uốn lượn rất là dài. Tất cả những cái viền này đều vàng kim hết mọi người nhé, đều là vàng kim hết. Sang đến đây là hình ảnh Phượng Hoàng. Đây là Phượng Hoàng này. Đây là phần diện chính của Phượng Hoàng đây. Đây là cái bóng sáng nhé. Đây là cái bóng sáng. Đây là hình ảnh chữ Đức này. Đây là hình ảnh Long Quy này, hình ảnh rùa đầu rồng. Đây là hình ảnh Kỳ Lân. Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh. Mọi người có thể xem video trực tiếp. Mình làm rất nhiều những cái video chi tiết về những cái sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng và liên tục cập nhật lên trên kênh rất nhiều những cái sản phẩm mới nhất. Mọi người có thể lên trên kênh tham khảo. Hiện giờ thì mình đang làm hai kênh,
Kênh đầu tiên là kênh gốm sứ Bát Tràng. Ở trên kênh gốm sứ Bát Tràng thì có rất nhiều những cái sản phẩm thuộc cái dòng sản phẩm của Bát Tràng, như là ví dụ gồm bát, đĩa, ấm, chén, đồ thờ, bình phong thủy, chum, vại. Nói chung là tất cả những cái sản phẩm gì của Bát Tràng mình sẽ đưa lên trên kênh gốm sứ Bát Tràng. Mọi người có thể lên trên kênh đó và tham khảo. Và một kênh thứ hai nữa là kênh vật phẩm phong thủy. Thì trên kênh vật phẩm phong thủy thì mình sẽ chỉ đăng lên những cái sản phẩm như là bình phong thủy, tượng và những cái món đồ phong thủy để chúng ta trưng bày. Nếu như mọi người mà muốn xem những cái vật phẩm chuyên về phong thủy thì mọi người có thể lên trên kênh vật phẩm phong thủy. Cái đường link của hai kênh này thì mình sẽ để ở cái mục bình luận và mô tả của video. Mọi người có thể lên trên kênh, bấm vào cái đường link đó để lên trên kênh để tham khảo những cái mẫu mới nhất của Bát Tràng hiện tại. Bởi vì không phải ai cũng có thời gian hay là điều kiện để chúng ta có thể đến tận nơi xem sản phẩm thực tế được. Chính vì vậy mình làm những cái video này với mục đích là chia sẻ với mọi người hiểu hơn nữa về sản phẩm và cũng như là biết thêm những cái sản phẩm gốm sứ được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Đó, cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào.